Salon Sip chào bác sản phẩm cải tiến gốc bó tròn dính tốt hơn, không dán lên vùng da bị tổn thương hoặc vết thương hở, không sử dụng cho người có tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc, không dùng thuốc cho các đối tượng sau: trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có dạng sốt cao. Các chống chỉ định khác xin xem hướng dẫn sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.